Ayo, chào các bác nha. Anh em mình đang ở khu vực Nam Định. Nam Định cực kỳ nhiều sông luôn. Cực kỳ nhiều sông. Đây là sông lên đề sông Thái Bình. Rộng. Sông này rộng khoảng 400 m. À được, anh xăng giá rẻ mà. Chào anh nhá, anh chuyên gia thủy cầm. Nhưng mà mới chập chững Linh An. Được mấy lứa rồi anh? 4. 4 lứa à? Ăn mấy lứa rồi? Ăn được có nửa đầu tiên. Đầu tiên. Ăn nửa thứ tư đây. À ui, nhưng anh đầu tư đấy. Dạ, anh có đầu tư đấy. Vào chỗ ngàn in phong phát. In phong phát cái phân vẫn đẹp rồi các thứ. Anh đầu tư cái chỗ này bao nhiêu mét anh? 170 m. Bao tiền hết cái chỗ này? Hình như gần 40 triệu thì phải. 40 triệu tổng tất cả? Không, lưới. À lưới. Khung sàn các thứ nào hơn. À 40 triệu. À. Nguyên lưới, còn là xương với lại khung sàn là hơn đúng không? Nhưng mà chỗ này mát đấy, chỗ này mát đấy nhỉ? Yeah. Chỗ này là người xây là trùng bò. À, chỗ này mát. Xây nuôi bò. Mát rồi. Mà gần... Anh là được cũng định hướng là chữ nước đúng không? Chữ nước cũng không hiểu làm sao là cứ mùi. Mùi á? Mùi là do nó dính ở những cái sàn này thôi. Không. Thổi đi hết rồi, thổi đi hết rồi mà vẫn đi. Vẫn mùi à? Chỗ này xây hiện đại đấy, xây mới đấy. Quy mô mới như thế này đấy. Là vì anh điều kiện lợi thế đây là cận sông, nhiều nước đúng không? Chỗ này là không mát. Dùng một tí nào mát nhỉ? Ở ngoài nắng thế nhỉ, trong này vẫn mát đúng không? Đây này là bao nhiêu con anh? 500. 500 á? Ừ đúng rồi, 500. 500 đó. Được đúng không anh? Hôm nay anh vào giống bao nhiêu? Không, cái. Cái á? To thế, bao nhiêu ngày rồi? 28 rồi. Thế 28 ngày là to đấy. Đây này bị bệnh tật gì từ nhỏ giờ không anh? Đầu đen 24 ngày đầu đen à? 24 ngày đầu đen. Nhưng mà xử lý con nghẻ đúng không? Đấy, khuyết tật đấy. Khuyết tật à? Thế là ít đấy, đây còn nửa cái kì... Tóm lại cái kém này nên tách riêng. Khuyết tật, khuyết tật. Khuyết tật đấy. Có khu cách ly mà. Rồi, rồi, rồi. Khu cách ly. Ra nuôi ngan là không phải... Không nên giữ đầu con. Loại bỏ hết những con kém ra. Kém đây, khu cách ly hết. Thế là của anh là tiền sử ra đầu đen là cái đàn trước đúng không? Đàn trước đầu đen. Hai đàn trước. Hai lần trước đầu đen liên tục. Đàn đầu tiên không dính cái gì. Đàn đầu tiên là không bị. Đàn thứ hai bị bao nhiêu ngày tuổi anh? 30, hơn 30. Hơn 30. Đàn này là bị tầm 23, 24. Sớm nhỉ, càng ngày càng sớm. Đàn này nó có triệu chứng rõ rệt gì không anh? Chỉ có phân lỏng nhớt các thứ thôi. Phân nhớt vàng, tiêu chảy nhớt vàng. Ăn uống kém hay là khỏe? Bỏ. Bỏ ăn. Hầu như là bỏ. Hầu như bỏ. Bỏ ăn mấy ngày ấy? Hai ngày, tiêu lại cái ăn luôn. Alo. Hello. Nói tóm lại 4 thì nuôi được vài con thì mình nghĩ là kinh tế nó không thể làm được. Đàn này thì hao bao nhiêu rồi anh? Bây giờ còn bao nhiêu con? Hao mất 100 rồi. 500 là còn 400. Nhưng mà 400 này đều đấy. 30 ngày lên quanh là đều đấy. À. Thế là 600 còn 500. Đầu đen, nhưng mà đàn này xử lý đầu đen là gọn hơn đàn trước nhỉ? Đàn này xử lý nhanh, phát hiện nhanh hơn. Thế anh xử lý như nào? Phát hiện đầu đen bỏ ăn tiêu chảy nặng anh xử lý như nào? Tìm thấy rồi, về sau uống đầu đen thảo dược thì giải độc gan men tiêu hóa. Uống đầu đen, tiêm là tiêm sep với hạ sốt đúng không? Có tiêm sunfa không anh? Có. Ấy, ơi, sunfa. Một mũi thôi. À, một mũi sunfa, liều nhẹ nhàng đúng không? Liều người ta đi bảy tạ mình đánh cấn. Đúng rồi, chính xác. Có sunfa để nó đẩy ra thôi. Có sunfa là nó sẽ gọi là nó chuyên hơn nhỉ? Nó đẩy cái kén ra thôi. Nghĩa là gọi là bệnh đầu đen thì gặp sunfa vẫn chuyên. Nhưng mà có cái nghi ngại, bọn em hay nghi ngại lắm là vì nó hơi độc. Đấy. Xong thì nó sẽ... Hôm nay là nếu theo thời điểm này là nó lớn không đúng chừng mực. Nghĩa là nó... Cái sunfa nó là ấy quá. Còi. Còi. Thế là còn bỏ. Nhưng mà không vậy thì không giữ được. Đúng bọn. Rồi. Như thế này nếu mà 28 ngày, 30 ngày như thế này là được. Còn là nếu mà to như con to này 9 điểm. Nhưng mà bây giờ nó sẽ phân hóa đúng không? Phân hóa là con to con nhỏ. Đấy giờ đang phân bán các thứ đang như kia thì bảo chúng người xem tình nào. Thế anh điều trị đúng nó rồi. Ăn uống các thứ bình thường. Đúng rồi, bây giờ thì khỏe rồi. Nông nhìn nó hơi sắc tí thôi. Tức là cái bệnh đầu đen này á, thì nó sẽ bị càng ngày càng sớm. Đàn trước bị muộn, đàn sau bị sớm. Đấy, sớm mà, sớm quá. Còn sau cái đợt đầu đen mà anh điều trị nó bệnh rất là nặng, thì đầu đen bệnh nặng nhất bây giờ.
tiêu chảy nặng, bỏ ăn nhất. Trong kia rồi. Xong là chữa là khó khăn, như anh là chữa đúng hướng, tức là bắt buộc dùng sunfa, vẫn sunfa, dùng bắt nhẹ. Phải dùng thôi. Để cho nhanh khỏi. Từ bây giờ trở đi á. Sunfa đến thì con vịt nó còn quản ngại đấy này. Từ bây giờ trở đi thì nó sẽ có một số con còi cọc, và đặc biệt kiểu gì cũng rụt mỏ, 100% có rụt mỏ. Anh để ý kỹ, những con rụt mỏ nó sẽ ngắn hẳn lại, nhỏ lại, nó nhỏ đi. Đấy, rụt cổ lại và ngắn mỏ, nó còi 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 đấy. Đây, những con này là mỏ nó cạnh đi, cạnh này. Thì tương lai chắc sẽ có. Rồi rồi, cứ về nhà bố trí đi, bọn em xuống chờ. Nhưng mà anh xử lý đúng đấy. Nhưng bây giờ anh tự tin về đồ đen chưa? Quá tự tin luôn. Tự tin à? Ngày xưa là khó nhỉ? Anh em nói xưa chuyện khó với nhau đầu đầu lắm. Không, ngày xưa là nghĩ là nó là cái gì, nó là liên quan đến virus, nó ghép nhiều quá. Đúng rồi. Còn bây giờ xử lý đồ đen thì tất cả các thứ nó là ok hết. Ngày xưa là anh nghĩ lênh quanh, tức là mình không biết là cái gì cả. Đúng là nó ghép, mình không biết chữa theo hướng nào. Có cả tả, có cả cúm rồi. Mà tối nay ở đây chơi hôm... Ngày trước là cái đồ đen là vì ít người biết. Thực sự thú y cũng ít biết, mà người chăn nuôi đặc biệt không biết. Chắc nếu mà chuẩn là gọi nó là gọi là kén ruột. Kén ruột thì nó là cái bệnh tích, cái biểu hiện lâm sàng. Mình gọi đầu đen là thông con gà đó. Gà, đúng rồi, nói thế cho dân dễ hiểu anh ạ. Chứ không bây giờ nói bệnh này nọ thì khó hiểu. Nhưng ngày trước là rất là khó ở chẩn đoán, nhìn rất giống tả, tiêu chảy nặng. Bây giờ bỏ ăn. Để mà phát hiện là thì khó lắm. Nhiều hôm nay là chăn nuôi chuyên nghiệp thì mới biết. Nghĩa là về 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 va vấp hai ba đàn rồi. Va vấp hai ba đàn. Hai đàn. Tùng quay trên kia. Nhưng đàn này anh xử lý ngon. Bị rất sớm. Hai ba ngày bị cái xác của nó cũng không như mình mong muốn được. Đấy, 10 điểm không được, bây giờ 9 điểm thôi. Đó nhiều 8 điểm thôi, là vì vẫn nhiều hơn kém. Đúng. 8 điểm. Bây giờ nhá, anh chủ gì có rụt điểm đâu. 7 điểm đấy. Vì là vì anh dùng sunfa rồi. Anh dùng sunfa thì nó hơi khó một tí, bởi vì cái đấy nó trị cái đặc trị, đặc trị đầu đen. Tốt. Đúng rồi, nhưng mà nó có cái lợi thế, bất lợi bất lợi. Nó bất lợi cái là cây còi cọc. Nhưng mà sau đó cho giải độc gan mạnh vào thì đỡ hơn, đúng không? Giải độc gan toàn dùng lại tốt đi. Đoàn phôi tích mấy trăm, rồi ok. Em còn nên đây à? Tùng lên đây. Rồi ok ok. Này, ngăn rồi. Đàn này là đàn gần nhất bị đầu đen, nhưng mà đã xử lý ngon nghẻ là vì có kinh nghiệm rồi. Ngày xưa sợ lắm. Gần nhất. Đàn này là đàn gần nhất, là bị lúc 2-3 ngày tuổi đấy, mà xử lý êm đẹp, tiêm sunfa một mũi nhẹ nhàng. Sau đó thì uống cá mốc với lại đầu đen. Đây, đây là những cái đàn bị trước. Còn lại. Nhưng mà đẹp, em thấy đẹp chứ nhỉ? Đàn này là bao nhiêu ngày tuổi rồi anh? 8 mấy, 90 ngày. 90 ngày à, đúng rồi, màu đỏ rồi. Nhưng mà đây là con còi ấy nhỉ? Đàn này anh vào bao nhiêu con? 500 bán được ít rồi, còn lại giờ dẹo chắc. Đàn này là bị đầu đen lúc bao nhiêu ngày anh? Đầu đen lúc nông lá các thứ nó đủ hết rồi này. 60 ngày. Đấy. Tầm 6-70 ngày. Bị xong là nó dính là mình cứ toàn chữa theo những cái mổ ra là bệnh tích ghép. À. Nhưng thực chất là mình không chữa theo đầu đen. Ừ. Cứ chữa theo tả. Tả E. coli ghép đúng không? Chữa tả với cúm. Ừ. Cúm không phải cúm, cúm chết hết. Thì không vậy? Thì gần hết. Đây đây. Nhưng mà mổ khám ra thì nguy hiểm này, tiêu chảy nặng này, là cái bỏ tụy ăn nó này, xuất huyết cái kiểu nó thật nó không thật mà dở nó không dở, cho nên khó là mình xử lý nè. Còn bây giờ đây cũng không phải là thuộc dạng thế này bé, đi hết thôi, không phải thuộc dạng to mà cũng thuộc dạng ngọc trinh. Lúc đấy là gọi là chữa nó hơi là ngoằn. Còn những cái loại giặt dẹo thì thôi, ai bảo quá đâu. Nhưng mà thế đàn này đầu tiên bị đầu đen à? Đầu đen. Đầu đen. Để có lại là... đi tính lại nó là đầu đen. Cái này thì chuẩn bị xây lại là chuồng nuôi chấu hẳn luôn này. Đúng rồi, chấu là tốt đấy. Nhưng mà chỗ này hơi nóng anh ạ, anh cực kỳ cũng nắng. Cái này tất cả các thứ này cao hết. Ok. Còn chuồng úm đây. Tóm lại cái đàn này là bị hơi lòng hoàng tí, lòng hoàng. Nhưng bây giờ là có kinh nghiệm. Tóm lại là cái đàn này là chuẩn ra là mình chưa tự tin lắm. Chưa tự tin. Gọi là cũng cái đàn này là tự tin. Hay đây là khu úm. Khu úm. Đây là khu úm riêng. Đây xem nào. À, ok ok. À, ngày xưa đây trùng lợn chứ nhỉ? Lợn rừng à? Lợn rừng đúng rồi, sợ nó bay ra ngoài đúng không? Đó. Ừ. Đóng rốt ở kia còn chất nó uống, cho thông trong đấy vẫn vui cơ mà. Mà anh uống sàn hay uống chấu thì thấy cái lợn thế hơn? Chấu bao nhiêu nó tốt hơn uống sàn.
Mình mùa đông, mùa đông, mùa đông. À, thì... mùa hè thì không nói nhưng mà ý là mùa đông, mùa đông thì cả cái đàn kia là uống cấu này nó sẽ đảm bảo hơn. Kể cả chấu bông có cái gì chấu bông rồi ok, nó có vẻ nấu bếp hay như thế nào đâu đúng không? Úp chấu phần... theo nghĩ là mùa đông miền Bắc này thì úp chấu cái thì phần này ở trên chốc kệ nó. Rồi, ok ok được được, nghĩa là tức là nếu mà chăn nuôi chuyên nghiệp ngan ạ thì vẫn phải có cái khu riêng, khu úm riêng này, khu úm đây, tất cả khu úm này, khu, khu chăn nuôi riêng không có gió mà luồn mà chưa này thả xuống tất cả đúng rồi không bạt bạt thả xuống ok. Thế nhưng mà cái bên kia là chó nó để này đây này nó tối nay sẽ sản xuất được, nhưng đàn này chắc nó không lỗ đúng không, là vì nó vẫn nó bị thời điểm muộn nó vẫn có cân. Bọn em chỉ sợ nhất cái thời điểm 20 ngày bị này. Nếu mà đấy, như đàn này em thấy có cân nhỉ, em có cân đấy, 90 ngày trở ra có cân đấy. Được được, con này được. Được hết đi, được. À được hết à? Quyên đấy. Rồi, em quyên, em quyên. Này khoảng 3 cân rưỡi. Chỉ độ không, xanh nào. Đây. Ừ, 3 cân 8, 4 cân gì đấy. Đấy là 3 cân rưỡi 4 cân. Không được trên 4 cân đâu. Nhưng mà thực chất để mà nó vẫn đè. Còn là đấy là do di chứng nặng. Đầu đen này. Tiêu chảy nặng, bỏ ăn, hỏng hết nhỉ. Yeah, yeah. Giờ những con cái thế này nữa trong... Như thực ra bọn em đi các trại thì người ta sẽ kinh nghiệm là loại bỏ ngay. Từ lúc bị là con nào kém là ta loại luôn, cho đi khu riêng cách ly. Không, trước khu cách ly kia nha. Xong bắt đầu chuyển hết ở đây bỏ. Rồi, ok. Chán chúng mày lắm rồi. Chán lắm anh ạ, đến lúc bị chán lắm. Chúng mày không giúp được tao nữa thì thôi rồi. Tao cứ thả buông đấy, cho ăn cho uống, phục vụ như người bình thường. Ok ok. Con đây sông đây này. Thả ra sông bay được rộng lắm. Ông anh thấy cũng anh cũng chịu khó đầu tư đấy, mạnh tay đấy, mạnh tay về chuồng trại mấy cái bãi này lên để đấy. Nhưng mà bây giờ là nuôi ngan là cảm thấy tự tin chưa anh? Sau lần này. Tự tin. Tức là 20 ngày bị tôi còn xử lý được nhỉ. Nhưng mà để nếu để kinh nghiệm nhá. Từ bây giờ trở đi thì kinh nghiệm anh sẽ làm nào để phòng bệnh cho mình, ý tức là phòng. Từ bây giờ trở đi là đàn sau. Đàn sau trở đi thực chất này. Cái áp lực dịch của tùy từng trại thôi. Áp lực của anh là quá cao, cao nhất đi là đàn nào bị. Rồi. Từ đàn thì sau anh sẽ làm nào? Thực chất là từ đàn sau đi. Người ta bảo là thực chất cái kén ruột đấy là những cái mà nó tắc ở ruột. Bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tắc tiêu hóa. Ruột. À. Cho ăn uống cây chuối hay như thế nào à. Nó là một cái để nó cái cây tiêu hóa nó đẩy cái đấy ra thì vẫn là ưu okay. Tiên là phòng, phòng hơn chống, phòng hơn chống. Bị rồi nguy hiểm à, bị rồi thì đây nhìn đàn này không, đàn này của anh là xử lý đúng cách đấy, xử lý đúng cách đấy thì được như này, không rụng đâu. Còn thông thường á có rụng ít. Hôm nay anh bảo là anh tiêm sunfa và anh cứ bình tĩnh thôi, anh tiêm sunfa liều nhẹ nhàng thôi, nếu đúng liều là chết, đúng liều là không, cũng phải đúng liều đánh tăng lên. Đúng rồi, bớt bớt đi, có 3 tạ rưỡi 4 tạ nhưng một cặp nó chỉ ghi 5-7 tạ thôi. Nhưng mà mình đánh 1 tấn, đánh 1 tấn đấy, nhưng mà nhẹ bớt đi khoảng một nửa. Có sunfa được là nó đẩy cái đấy, nó đặc trị, nhưng mà nó lại có một cái hai chiều, đó là nó gây thiệt hại. Nhưng mà chuẩn ra ấy là cái những cái chuối này là để mà xay ra cho ăn được ấy. Nhìn ra thì thực chất cái bệnh đấy nó chỉ là tắc ở đường ruột và kén ruột thôi. Nếu mà mình cho ăn cho uống cái chất xơ các thứ nếu mà đẩy được ra thì nó đỡ bị cái bệnh này. Nó đỡ hoặc là đỡ sẽ bị không nhẹ. Nặng không nặng nhẹ rồi. Đấy. Ví dụ như một cái kén to bằng ngón tay này nhưng mình cho ăn chỉ bằng cái hạt đậu đó, như kiểu là nhuận tràng ấy, nhuận tràng phải thận các thứ đấy, nhưng nhiều lúc nào nó vậy đấy là khi anh bị rồi, còn khi anh phòng ấy, phòng thì... đang phòng ý là phòng là cũng ăn là con gì chỉ còn riêng con ngan này cứ phải thêm chất sơ chứ đừng ai nói là bảo là ngan xiêm mới cần đâu, vịt xiêm con nào thế, tức là con này là ăn không cần nhiều, con này cũng cần. Nhưng cách cho ăn của anh cho ăn như nào, ăn theo bữa hay ăn tự do? Ăn đến 3-5 ngày thì theo bữa. Từ nhỏ đến 35 ngày là theo bữa. Từ 35 ngày rồi đi, từ tối mai rồi đi là bắt đầu nói là. Nhưng mà em thấy phân đẹp ấy nhỉ, bây giờ phân đẹp ấy. Phân đẹp. Bây giờ là đẹp. Nhưng cái lúc thời điểm nó 2-3 ngày chắc là chán đời lắm. Ui giải đấy. Lúc đấy thì chán đời. Lúc đấy thì nhìn ủ rũ này, nhưng bỏ ăn. Là chữa theo hướng bại huyết là sai hết.
Sai, từ đàn trước đấy, cái đàn kia anh kinh nghiệm rồi. Chữa lòng vòng là không đúng. Đàn này anh đánh thẳng đầu đèn. Xác định đầu đèn. Đánh thẳng đầu đèn. Đây là tí cùng vào xem cái. Tức là mình đã xác định đúng là đầu đen thì mình sẽ chữa thử đầu đen. Có cả đầu đen thảo dược các thứ. Đấy. Rồi ok anh. Thế mà cần dùng hàng của Đức luôn đấy. Đúng, con Nga này không tiếc tiền anh ạ. Đấy, anh còn dùng mọc lông bây giờ đây. Đây là khu cách ly này. Thôi, nếu mà cách ly anh cho khu khác đi. Khu này khác gì nhau, anh thả ra sông bơi, do ra xả ra sông bơi. Nhưng mà cái lưới này là đến tầm tuổi khoảng 20 ngày là nó bị kẹp chân đấy nhỉ. Không, hiếm kẹp lắm. Này, đầu tư đấy. À rồi. Đâu đi ăn thảo dược. Còn ok. Này đây đây. Antiseptic. Cái này là phun sát trùng. Đấy glutaraldehyde. Này anh cả vậy anh em. Ui anh cẩn thận. À đây anh chấu đúng không? Chấu là bắt. Đấy chấu chấu là bắt vừa buộc. Phun vừa đây. Vừa phun vào chấu và vừa cho uống. Glutaraldehyde đây anh có là ai glutaraldehyde. Đấy. Nghe chuẩn. Cái này rẻ cái này thôi. Chimosin là tiêu viêm với các thứ này. À cái này đắt đấy. Đấy, đấy. Không được đâu. Bình thuốc cái này, nó là để phun sát trùng. Nhưng mà nó đã đen thì nó đen thì cái bệnh đó thì nói tóm lại là không nào nói giỏi được. Tức là thế này nhá, chắc chắn là anh của anh là áp lực rồi, anh phải chịu đúng là đàn nào cũng sẽ bị. Nhưng đã mà làm sao bây giờ mình rút ra kinh nghiệm, thứ nhất là mình phòng. Như thế này là tuyệt vời rồi. Phòng để nó không bị, đấy là tốt nhất. Ý là đỡ hơn thôi. Đấy. Nếu lúc mình chữa thì kiểu gì, ví dụ như mình tiêm vaccine rồi đúng không? Ừ. Thì mà không may nó bị Covid thì nó sẽ khỏe hơn người chưa tiêm vaccine. Đúng rồi. Đấy là mình phòng trước. Đấy phòng trước nếu may mắn thì không bị. Đấy trong trường hợp này may mắn nhất là không bị. Còn nếu mà trường hợp xảy ra bị đi chăng nữa thì như anh chữa này đúng hướng. Tức là đã xác định ngay từ đầu là ngày trước cái đàn kia là sai lầm là cứ lòng vòng. Bằng đấy thuốc đưa vào nhưng mà chia thành mấy ngày. Ừ, đàn này là xác định đúng cái đầu đen. Là chữa thẳng ở đầu đen. Đấy có cái liều lượng cái thuốc còn sử dụng. Bài huyết thì xài. Là vì nó bỏ ăn này. Nếu thú y mổ khám không, ra. Không nếu mà bài huyết như Tùng làm thú y thì biết đúng không? Ừ. Bài huyết là tiêm mũi cái này nó thời biết là nó sẽ cầm rồi. Đúng rồi. Nó sẽ cầm hoặc là những con yếu hẳn thì không nói đúng không? Ừ. Nếu bài huyết chuẩn. Nhưng mà đây tiêm mũi thứ hai rồi vẫn thấy chưa ăn thấy, vẫn thấy lù dù chưa ăn vẫn thấy bị thêm ngáp nhiều. Tiêu chảy lù dù nhưng mà em thấy đàn của anh này giữ thành công nhất ấy. Nếu mà bị giai đoạn nhỏ khoảng 20 ngày trở ra bị mà anh chữa được giữ được như này là có những con lông gần đấy à đúng rồi đây là cái em nghĩ tưởng được đấy cái 30 ngày 28 30 ngày là đẹp đấy nhỉ tỷ lệ đều bây giờ là khoảng tầm 80% anh nghĩ 80% đẹp còn thông thường á mai bắt đầu tôn lên à đây đây này rồi à. Ui dồi ôi, 30 phân, tổng 50 phân 45 phân 45 phân à? Lên đến miệng bể 45 phân. Đúng rồi. Kinh nghiệm đối với những cái trại mà nuôi toàn bộ trên sàn là bể phải thật to, thật rộng. Rồi rộng đấy anh có, nhưng mà ý là thực chất này sâu quá. Đúng rồi, sâu là tốt chứ anh. Tốt không? Sâu quá. Con vịt thì tốt nhỉ? Phải tốt, có vịt tốt, còn ngan. Con ngan. Chất này đây nó chỉ bơi mỗi con nó chỉ vài tí nó lên rồi. Chứ nó không tắm như con vịt bơi. Ui con vịt thì đấy. Nó nóng như này chắc là phải. Ui con vịt mà bể này thì làm sao mà đủ tải được. Chỗ này nếu nuôi vịt thì nghìn vịt thoải mái. Nhưng mà chỗ này nuôi ngan chắc chỉ khoảng 700 nhỉ? 700 đực. À, em được, bảy em nắm em được. Không, vịt thì nhỏ nó. Ok. Chất là để mà thế mà mạo hiểm thì không dám. Con ngan thì anh mạo hiểm ở có cơ sở, tức là anh hiểu thì anh mạo hiểm được, anh chưa hiểu thì anh cứ từ từ. Nhưng đàn sau anh sẽ vào bao nhiêu? Chắc là khoảng 700 gì đó. Nhưng mà được cơ. À, nuôi cái thì nó kém hơn được. Cùng thời gian nuôi. Không, ý là cái nứa này vẫn là nứa test. À, test à? Không phải là nứa mà làm kinh tế. Rồi. Thua thì thua. À, chưa. Thắng thì thắng phải chịu. Đàn này là theo nghĩ là anh chữa là thành công rồi, thành công. Thành công bây này giờ đang cho uống kinh nông. Bây giờ cho tăng thuốc bổ thôi, phân đẹp thôi. Cứ phân đẹp là cho thuốc kích lông thuốc bổ được. Đây, tất cả các thứ này còn là đóng một lọ vậy thôi. Nhưng mà hàng của Đức hết đấy à. Tức là anh nuôi một hai của Đức ấy à, Đức. Nuôi con Nga này không tiếc tiền thuốc ừ. Miễn là đều, đúng. Khỏe đẹp. Nhưng mà nó vướng mất một số tí nó nhỏ lẻ thì thôi. À đấy là mình chịu chấp nhận thôi. Tức là con Nga này đâu đây của Tùng này việc gì phải mua của ai à, rồi ok đấy, tự về đến đây được đúng không à, thực ra là cái này thì anh cứ test dần thấy hiệu quả thì nhưng thì, mà thì hiểu đâu ra là nó áp dụng trong quy trình chữa được
quy trình phòng trước chứ chữa thì nguy hiểm. Không, phòng thì thực chất là cũng ok. Nó đỡ hơn, đỡ hoặc hơn. Là nó bị thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà riêng chữa rồi thì khó. Như của anh này hôm đấy là tiêm mà sep này, sunfa thuốc bổ. Tiêm một mũi duy nhất, sau đó thì cho uống nhỉ. Uống là á mốc cái đầu đen. Mốc cần nó mốc thì chưa có thật, bởi vì uống là mốc 20% với colitin khoảng 5%. Á mốc colit cộng đầu đen. Mình chỉ tiêm một mũi thôi. Để. Nhưng mà giờ nhìn nó tải ra này là cũng được. Thế là khỏe rồi, thế là khỏe đều. Theo em đều 80% là ăn rồi. Còn từ bây giờ trở đi thì khả năng là bất tử rồi. Như em bị Covid xong là bất tử. Khó. Chưa nói chưa. Thông thường cái bệnh này chỉ bị một lần. Tóm lại là những cái bệnh nguy hiểm là không còn nữa. Cúm anh tiêm cúm chưa? Tiêm rồi. À, tiêm cúm căn bỏ rồi. Vaccine là không được bỏ. À, bà nó làm không đủ cái gì, không thiếu cái gì, nhưng mà những cái bệnh vi khuẩn như nó không có cái gì thì phải chịu đấy. Những cái bệnh như là bệnh đầu đen thì mình phải phòng theo dịch tễ, từng trại đấy sẽ có một cái dịch tễ ở đây thì 24/24 chính rồi. À, nhanh okay. Nhưng mà vừa đàn vừa rồi nó dính quá, dính sớm quá. Đàn kia đau đầu quá, anh em nói chuyện cho đau đầu quá. Đây, đàn vừa rồi nó dính sớm quá. Này chắc chỉ độ 8 lạng. 9 lạng. 8-9 lạng. 8-9 lạng. Xô thì không được, nó to là 8-9 lạng, nhưng mà 30 ngày thế là to rồi. 28 ngày, 30 ngày là to rồi. Không phải, nhưng mà đây ổ yếu các thứ ngày thay một lần. Rồi. Cũng không đến mức mà bẩn lắm. Trại này anh ngày trước được tư vấn cho anh là định làm thì ở chữ nước, nhưng mà cũng chưa thành công lắm. Chữ nước, nói với Tùng nha, chữ nước vui tư luôn, nhưng mà... Vẫn mùi. Sao là... Cứ vẫn mùi. À, mùi. Mùi là mùi đó, nằm những cái mà phân... Mà chưa chắc, đây nhìn nè, em nhìn đâu. À. Quay đây nha. Là nói như sàn của em là cao khoảng 2-3 phân, anh không nói 32 phân. Cái này 45 phân. 45 phân. Anh để một nửa luôn. Rồi. Và đến 2 ngày mà không thay, nó mùi kinh khủng. Mùi à? Anh không biết nè. Thế là giả khả năng là do... Mà ở đây nó là bố thằng thoáng luôn. Tất đúng, cả chúng quanh thoáng hết. Không tống hết luôn. Mà này gần sông luôn. Đúng không? Trại của em ấy để nếu mà con nhỏ như này 7 ngày không thay chả vì gì à? Đấy. Chả vì gì. Vừa anh ngày nào cũng rửa. Anh bảo thôi cứ rửa.